Và xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thấy được rằng rất nhiều những sản phẩm như là giày, và bên cạnh đó thì những sản phẩm dành cho thiếu nhi rất là tốt, yến khỏe mỗi ngày, rất là tốt cho sức khỏe. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng nhau có thấy được là sữa nữa. Và tiếp tục di chuyển qua gian hàng kế bên, rất nhiều những sản phẩm hàng gia dụng, mặt hàng gia dụng đây cũng đang có một mức giá rất là ưu đãi. Không biết là mình thanh toán bao nhiêu phần trăm là với cô ép và bao nhiêu phần trăm là tiền mặt ạ? 70% tiền mặt. Rồi mình bình thường quý vị khi mà mua hàng hóa ở phía bên ngoài á thì sẽ thanh toán bằng 100% tiền mặt, mức giá nó cũng khá là cao. Và nhưng mà khi mà đến với hội chợ mua sắm cùng với cô ép rồi đang có một mức giá rất là ưu đãi là 70% tiền mặt và 30% là Bitcoin ép. Rất là tuyệt vời. Và quý vị lưu ý nha, và hôm nay chúng ta khi mà quý vị khách quý đến với hội chợ của Bitcoin ép sẽ nhận được cho mình rất nhiều những sản phẩm chất lượng với mức giá ưu đãi. Và ngoài ra khi mà quý vị mở ví Bitcoin ép thì sẽ được tặng ngay trong tài khoản của mình là 10 triệu Bitcoin ép để quý vị có thể mua sắm, trao đổi hàng hóa. Rất là tuyệt vời.